hôm nay cho mọi người xem một cặp nhung mà để 10 năm rồi. Đấy, mọi người bảo một cặp nhung để 10 năm trong tủ lạnh cho mọi người xem nhé. Nếu mà của bác là lúc đấy là nó phải được có bác khách mà bác được biếu mà bác quên mất, quên trong tủ lạnh 10 năm, bây giờ mới nhớ đưa ra để thử cân thử xem bao nhiêu nào. Nó khô rồi chắc là bây giờ nó hao hết rồi. Giống như cho em nhìn là em hàng ngày cắt đây. Đây cho mọi người xem nhá. Cho mọi người xem thật kỹ cái nhung mà để tới 10 năm rồi nó như nào này. Nó khô nó màu này. Đó, từ đấy mà quên. Cũng là do thiếu hiểu biết. Cái người biết cái gốc của nó này. Nó rất cứng. Cho mọi người nhìn. Đấy. Được. Cho ngoài này, lạnh. Vâng, ngoài này đâu. Em là lúc đầu nó đẹp hay là ngoài. Đúng rồi đấy, bây giờ nó hút chắc chắn là nó sẽ bị hao đi nhiều chứ. Nó quạt cho khô hết chất rồi, bây giờ cầm khô choang như này. Khô hết nước, chất thì nó ở trong này. Khô hết nước. Cái này là hợp lý này. Cho thẳng xuống đi, cho thẳng xuống cho nó ấy, bởi vì không đây, cái này đang lạnh. Cái này mấy tuổi rồi? Đập lực bé nhỏ quá. Đấy, ngày xưa đứa đầu là sinh ở trên phố xong rồi nha. Không có nhưng mà về đây thì nó thoáng, sân lại càng thích. Thật ra thì anh ngoài này là đất phi nông nghiệp. Đất này nông nghiệp. Mọi người đây, trục sở thị. Anh cặp nhung cả 10 năm cái kia biếu mà lúc anh còn trẻ đấy, lúc đấy còn trẻ hơn anh không dùng, thế ông bà cũng không để ý, cũng không ai biết nhà chưa ai dùng bao giờ. Thế là không để ý, thế để thậm chí có một lọ này cũng cách đây khoảng hơn 10 năm đấy, cũng nó có nói chuyện nhưng mình không nhớ là nó kiếm ở đâu. Tươi mới trông đẹp nhỉ. Đây này của bác này, bây giờ tôi dùng là nhung sấy rồi đấy, của như anh gọi là nhung sấy rồi. Sấy khô. Giống như quế củ để lâu quá là giống như củ thấp. Nó khô hết. Tiếc nhà cặp nhung này bác để như thế nào? Thật sự nó cũng thiếu hiểu biết, mà lúc đấy mình may là không dọn tủ vứt đi từ lúc nào ấy. Hôm xưa sờ đến mở ra xem nghĩ mãi mới nhớ ra là nhưng mà đúng còn đúng 10 năm ấy hay là 10 năm luôn. 10 năm luôn. Từ 2013. Tết năm 2013 đầu năm đấy, nhớ lại. Nhớ là cái độ rằm tháng 2 gì đấy. Xuân, mùa xuân thì là chuyển ra cho. Cho mình thì nghĩ là chưa dùng đến. Thôi đi. Và cũng không chưa biết dùng thế nào. 2013. Thế là cứ ném vào tủ thôi, xếp vào tủ đông, xếp tủ này đó. 2010. Nhà lại hai tủ lạnh mà. Và bạn cũng là chưa làm cái kia nhé. Xong hết rồi, bây giờ rửa thôi. Rửa cái kia trước thì để cho nó giá đi, cái anh vui qua cái này cho nó vụn. Lần sau làm thì mình có thể sẽ tính tới là chơi một ngâm một cặp cho nó đẹp. Dùng cái này thì là chỉ có dùng mỗi bộ, không dùng kiểu mới là mời nhau được. Vâng. Không nhậu được. Không nhậu được. Nhậu thì vẫn ạ. Ví dụ như cặp mấy mấy triệu có một bữa là hết luôn. Dài nhất là nó cơ thể nó không hấp thu được. Và thừa ấy ăn không kịp để cắt lại cho vào sấy chậm, thế là nó cứ bật từ sáng đến chiều, nó đi về đi hồi chúng nó đi học về chiều là nó đã khô giòn rồi, xong chỉ cho vào túi dịp chân không ném vào ngăn mát tủ lạnh ăn chậm ăn dần. Thằng lớp 8 thì chắc là tự đi được. Mãi rồi. Bọn bé thì đấy thôi. Bé thì là qua em thái được à? Thái được cái non mà cặp non.
ăn thì chắc là nó mềm. Nó mềm hơn, nó xốp. Hai hôm đều em thán hết. Mình gọi là nhung sấy khô. Nhung sấy bằng tủ lạnh 10 năm rồi. Không biết có thái được không? Thái được có cái gì? Thái thì chắc là thái được. Em vừa chặt bớt đấy. Ừ. Phải đưa... đuổi con mèo ra con. Anh có mang cái lọ nhựa đi đây có cho vào không? Có, có. Có đồ nhựa của bác. Em đang đầy cái kia đi xem nó như thế nào được. Mấy cặp nhung cực non luôn đấy, cắp rất là thích. Không biết là... đấy bác ngồi ghế đấy, bác quay ghế lại ngồi tạm. Không biết là có gốc mà rất là thích. Cực non luôn. Không biết là nó vừa không mà tôi cứ cho nó này chắc. Cái này không mình nhỡ vào đây không có cho nó thì. Không, em mới chuẩn bị sẵn cho khách chứ, lúc nào em phải tôi có. Tôi có biết là nhà cô chuẩn bị sẵn rồi. Cái non là nó tươi để nó cắt. À, để cắt luôn. Đó, gần có cái gốc luôn, hôm qua hai cặp thôi chưa, cặp hôm qua em thái. Thực ra thì cũng không phải là mới mới dễ cắt đâu. Nó rơi vào cái cặp mà cái gốc nó non đấy, thì còn không là nó cũng cứng lắm anh ạ. Tí nữa bác nhìn cái cặp này nó sừng tươi còn khó chứ, may là những cái cặp này nó non tốt, chứ còn nó mà già nó hóa sừng này anh, nó cũng cứng lắm. Nhà nó lấy một phương án từ trước, cái này cặp xong rồi cho lọ, cho một lọ đẹp. Nó dựng lên này, thì xong được ở nửa phần ba hoặc là nửa phần trăm nó rồi ít từ từ. Đúng rồi, từ từ. Cho cái đinh lăng, cho ít sắc vào ngâm. Như khoai. Thì đấy, giống như khoai luôn. Chỉ đấy. Rồi. Thì đã bảo là mẹ thái thì đơn giản. Rồi luôn. Anh mà để ý trên trang của em thái nhiều mà. Chưa bao giờ nhìn thấy một cái cặp nhung, chắc là cũng chưa ai nhìn thấy cặp nhung để của lạnh 10 năm nó như nào. Thì mình sấy bao lần cho khách chơi thì nó giống màu này không, chứ sao. Sấy thì nó khác, sấy thì nó gì. Cái cặp đấy mà để tới 4 năm, 5 năm thì thật ra chả có. Của đời dây nhá. Chỉ có nhà bác mới có thì... do vẫn người ta bao nhiêu tiền người ta mua về người ta phải sử dụng ngay như bác. Nó còn đắt như vàng, như ngày xưa đắt hơn vàng chứ anh. Có mua đâu mà biết bây giờ mới mua là không, thời anh thì nó cũng không còn là khoảng 25 năm về trước ấy anh nhỉ. Thế còn thời đấy là nó cũng bình thường rồi, nuôi được nhiều rồi anh. Trong Hương Sơn Hương Khê là tỉnh đổi đấy với Quỳnh Lưu anh nhỉ. Hương Sơn và Quỳnh Lưu là hai cái nơi Diễn Châu nhất. Diễn Châu Nghệ An thấy bảo sao lại Diễn Châu thì bây giờ Quỳnh Lưu với lại Hương Sơn là hai cái nơi đầu tiên của cái xưa là một tỉnh Nghệ An thôi, là hai nơi đấy là nơi đầu tiên. Và Hương Sơn bây giờ hơn nhiều hơn do là được cái chỉ dẫn địa lý thì nó nổi tiếng hơn, còn Quỳnh Lưu nhẹ hơn rất nhiều. Quỳnh Lưu là quê của Bác Hồ đấy, quê của Hồ, quê của Bác Hồ này, quê của nhà đúng Nghệ An thì em nói Quỳnh Lưu là quê gốc Hưng của Nguyên, Nguyên là quê của Bác Hồ, huyện Hưng Nguyên. Đâu, Quỳnh Lưu là quê của Nam bố Đan. Quỳnh Nam Đan là quê mẹ, quê gốc của bố của ông Quỳnh Lưu là sinh quê sinh ra. Quê cha đất tổ của Bác Hồ. Bố của Bác Hồ là quê gốc Quỳnh Lưu mình nữa. Hồ Dân Hương quê Quỳnh Lưu mình nữa. Đàn là sau này thì ghi nhận quê Bác Hồ của Nam Đàn gốc thì không hẳn.
thoải mái mà, thế này thoải mái bác rồi. Em toàn bỏ lại này. Đựng tạm là nó phải gọn nhẹ nhé. Nó an toàn và nó an toàn. Không đựng to đi. Đây em ship vào Sài Gòn đổ mật ong xong. Thì có thể cũng không cần phải đổ gì vào nữa, tôi về đi. Bác có cần gì bác ấy cho con em. Cái đấy. Tôi về tôi ngâm rượu thôi mà. À đây. Đây cho mọi người. Đây là cái lông tơ anh ạ. À. Lông tơ lông của nó chứ. Anh biết được không? Còn da đâu? Da thì cái này chứng tỏ không phải trôi đâu. Không phải trôi, cái này là nhung năm lứa một. Cái như này là nó là nhầm đấy. À, thế thì cô lấy cho tôi cái lọ nữa, cô để riêng. Để riêng. À? Cái này là nhung con năm 2 tuổi. Em bao giờ nó nắm không? Thế nó gọi là lần đầu. Nhung này là không phải lứa hai đâu, không phải lứa trồi mà nhung con này là đấy. Đấy, ý tôi tức là đối với một con ấy thì nó là kỳ thứ hai, năm thứ hai nó ra là tức là con này đang còn non giống như cái con lúc nãy của em năm nay lên đấy. Nó ra lần đầu. Vâng, nhung gọi là chính thức trong đời. Lần đầu. Năm tuổi đấy. Vâng. Cái này thái ra nó khô. Nó khô. Khô. Sao nó khô là tại vì nó rút cái này lại. Nó rút cái này lại thì mình cảm giác cái này nó to mà nó tôm chứ không phải. Đấy là cũng để hiểu thêm về người cho. Không đúng đấy, tính là quá. Thực ra cặp này mà lúc bây giờ là lạng 6. Còn lúc đầu nó phải nó phải 2 lạng mấy. Nó phải gần 3 lạng đấy. À, nó khoảng 2 lạng. Nó hao đi cả 10 năm, nó hao đi cả gần như nó khô bên trong, bây giờ gần như không còn nữa, nó khô vào đấy rồi anh, nó khô lại rồi nó. Cho mọi người nhìn cái cặp nhung này, nó khô, cái mùi nó khác hẳn, tất nhiên nó thơm, không thơm hay là thơm? Khi nó khô mà mình đốt thôi rồi nó khác hơn. Anh cho em cứ gửi hai bạn khác nhá. Nói chung là về anh thế thì anh cứ để cho ông bà Phật, ông già mất đâu rồi. Giờ bắt đầu rồi. Người mổ tim xong dùng đó. Bán người dạy mổ tim đến đây ngồi nhiều lắm. Mà ra là tôi mổ tim nhiều năm. Thế thì anh nhưng mà chỉ mổ tim thôi, anh cố gắng cho bà ăn thì nó tốt. Người mà ví dụ như là sau tai biến đột quỵ não rồi người như bà này, người mà bị tiểu đường có dùng không? Thấy thì chuyên dùng cho tiểu đường. Bởi vì gần như nó có cái chất béo, có cái chất đường. Nó kiêng là cái nếu mà nói về cái này đường, nhưng mà tiểu đường lại không dùng được mật ong. Không thì cái này nấu cháo. Anh tại sao thì nó mà ăn làm gì? Nấu cháo thôi. Nấu cháo hấp bích thủy đấy ha. Cái này thì đặc biệt chuyên là dành cho người tiểu đường. Bởi vì nó quá nhiều chất. Nhiều chất bổ sung chất cho đầy đủ nhất cho người tiểu đường mà nó lại. Tôi là bà ngoại là bị tai biến hôm nào 2 năm rưỡi. Tất nhiên là mình tỉnh cáo thì mình gọi là chẩn là phát hiện ra bị tiểu đường tiếp 1. Tôi là bây giờ đang mình chưa già lắm mà mình có thể canh những người rất già. Có cái con rất là bà ngoại vẫn con đấy. Bà ngoại thì 80 chơi rồi. Bà ngoại.
Mấy thằng nó đang hẹn nó bảo về ăn trưa, chả biết ăn gì, nó cứ lâu nó không có gì về. Nhưng mà nó khô, mình nhìn nó không chuẩn. Thực ra mình... thì lúc đầu nói là cái kiểu anh không hiểu về cái này, cho nên lúc đầu cô chú nói về cái việc là kiểu là nó trồi tiếp cái thứ thì mình bảo chả nhẽ lại cho mình cái kém chất lượng nhưng mà bởi vì chỗ anh nhớ ra rồi. Thực ra cái nhung này thái biết là nó cái hàng ok đấy. Cái mà dễ thế này là chất lượng nó còn không có đem làm ăn cái gì ra cái đấy thế thôi. Đây, tốt đấy, mọi người xem nhé, hai cái nhung mà để đấy. Nhiều người mà vừa mới này mới nguyên vào một cái nhung đây, cái nhung mà để 10 năm rồi nhưng mà qua 4 năm người thì họ bảo là bác sĩ toàn bác sĩ chỉ định hết mà cả hàng chục người toàn thế thì cho nên là bút viết mà lại ăn loại này không có quả thì cái việc họ ăn được cái này rất là tốt.